Vâng, cảm ơn bác sĩ đã quay được cả hai bệnh, một là đau lưng, hai là đỡ ngoài đầu gối. Xin mời các bạn cùng tôi với bác Trần Đăng Khoa tham gia buổi chữa bệnh khớp gối tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ngắm bác Khoa tí cho nó đỡ ghiền, trai đẹp. Vậy cái chương trình mà chữa đau khớp gối cũng như là những cái chương trình khác của Viện Bấm Huyệt Thần Chỉ Liên Tâm, ví dụ như là chữa đau thần kinh tọa, đau mỏi vai gáy, hay là xuyến, ho đờm, hay là viêm xoang, vân vân, thì tất cả những chương trình đó ở viện của chúng tôi, thầy Dương Quang Châu chủ trương là tất cả chúng ta đều trở thành thầy chữa của chính mình. Mấy chị xôn xao ở ngoài kia nghe hết rồi. Bây giờ mình sẽ sờ vào cái đầu gối của mình. Mọi người sờ vào đầu gối đi ạ. Tự khám bệnh. Mọi người nhớ là bộ môn của chúng tôi, thầy Dư Quang Châu đã có một cái máy. Cái máy này giúp chúng ta dự đoán sức khỏe. Có nghĩa là sao? Ai mà quan tâm, chúng ta có thể liên hệ với Viện Bấm Huyệt Thần Chỉ Liên Tâm, để chúng ta chỉ cần đặt tay vào có 2 phút thôi mà máy nó sẽ cho ra một cái kết quả chẩn đoán tổng quát, tức là nó sẽ đo đếm cái chỉ số ở trong cơ thể chúng ta và sẽ giúp chúng ta biết máy trước được là chúng ta tiêu được sức khỏe của mình. Và sau một cái thời gian, chúng ta bất cứ lúc nào mà có cái cải thiện sức khỏe, chúng ta có thể tới để kiểm tra lại, mọi người yên tâm ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sờ tay vào đầu gối xong rồi. Mọi người có cảm nhận là cái đầu gối của mình có chỗ nào mà nó ấm hơn bình thường và là có nhiệt độ á? Có ai bị hiện tượng đó không? Đúng rồi, chính xác. Các chị này rất có tay chữa bệnh. Rồi, rồi những cái trường hợp của mấy chị ấm, bị ấm hơn cái đầu gối, thì ngay hôm nay mình về, mình sẽ chườm lạnh chính cái vị trí ấm đó. Mình đã vuốt xong rồi, giờ mình lại làm như lúc ban đầu. Đè lưng, dựa sát vào nhau, đè vào giống như là tấn công luôn. Rồi, không, bấm chân đó. Đúng rồi. Tuyệt vời anh. Quá tuyệt vời hôm nay thấy. Sao? Cảm giác sao anh thấy sao? Anh thấy là ngưỡng mộ mọi người quá rồi. Ngưỡng mộ sao? Thấy mọi người tự chữa bệnh này, sắp tới đây Bệnh viện Việt Nam giải thể. Đây là lời của nhà báo Hoàng Anh Sướng nha. Bác sĩ chưa xương thất nghiệp đến nơi. Lời của nhà báo Hoàng Anh Sướng đấy. Nói chung là chân này nó đỡ đi nhiều lắm. Cái chân bên này đang có hiện tượng đau, thế cho nên mình ngứa tập, mình cảm nhận thấy là nó đỡ nhiều lắm. Đây là tất đúng không? Vui không? Đó, nó nhẹ rồi. Nhẹ chứ? Nhẹ. Rồi, bác sao bác? Có thể nhẹ. Lúc nãy con ở trên kia, con nhìn thấy bác nhanh, có đúng không? Khi mà thầy Dương Quang Châu, viện trưởng vừa mới nói đến chữ là hướng dẫn chữa đau khớp gối, tự nhiên mặt bác sáng bừng lên. Bác thì sao? Bác thấy nó nhẹ hơn. Rất là nhẹ nhàng. Sau đó,
thì một người anh giữ chân, anh giữ chân. Rồi, mọi người nhìn này, anh thăng giữ đạp cái chân. Một người sẽ đứng làm trụ, mọi người nhìn nhé. Một người đứng làm trụ, sau đó thì đứng chân trước chân sau làm trụ cho vững, rồi giữ chắc cái tay cho người kia ngồi xuống. Tuấn ngồi. Và người này phải giữ cái ngồi xả rời. Bây giờ kéo chân lên, à kéo lên. Rồi, kéo nhẹ nhàng thôi. Rồi, ngồi xuống. Tất nhiên là cái người đứng là phải trụ vững nha, không có người đối phương mình ngã. Rồi. Đó, mình làm thế 3 lần, sau đó thì đổi ngược lại. Bên này sẽ đứng ạ, bên này sẽ đứng trên chèo. Chân trước chân sau thật là vững. Rồi, đứng dậm chân ra, sau đó cho bạn mình ngồi kéo. Đặt cái chân ra cho nó vững, cho cái thế nó vững. Rồi. Rồi, kiếm gặp phải voi ạ. Kiếm gặp phải voi. Hai voi. Rồi. Mà coi yếu coi khỏe. Rồi đúng ba lần chưa? Rồi bây giờ quay đây. Mọi người quay mặt lên đây ạ. Mọi người quay mặt lên đây. Rồi bây giờ thôi, hai người một. Rồi bây giờ mình bước lên hai bước. Bước lên hai bước. Rồi thôi được rồi. Rồi chỗ này là gọi là vị trí riêng rồi đấy. Mời hai chị ngồi xuống. Đứng lên ạ. Ngồi xuống. Rồi đứng lên ạ. Bây giờ các chị có cảm nhận gì so với cái lúc trước không? Có, thấy nhẹ hơn. Đầu gối, bên đầu gối nhẹ hơn. Thực ra là đầu gối bên này nó vẫn còn yếu hơn. Đầu gối mình bên nặng, có nhẹ hơn lúc trước chứ. Có nhẹ hơn ạ. Rồi cảm ơn hai chị xuống cuối hàng cùng ạ. Rồi hai chị này mình tiến lên ạ. Rồi, ngồi xuống ạ. Mời hai chị về chỗ nghỉ luôn, ok. Rồi đứng đây ạ. Đây là ngồi xuống và hướng dẫn đi học sinh. Rồi chị ngồi xuống ạ. Rồi đứng đây ạ. Rồi chị thấy so với lúc trước. Lúc trước thì nó cái khớp gối thì nhẹ nhưng mình nghe sẽ nghe rem rem cơ ạ.
Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.